Các bạn, ở bữa trước chúng ta đã tìm hiểu về một cái thuộc tính khá là hay ho khi dùng query là Return Consume Capacity. Thì cái này có cho chúng ta biết là cái capacity unit khi chúng ta đọc hay là dữ liệu chúng ta mua hết bao nhiêu. Cái này liên quan đến việc tính toán tiền bạc của chúng ta ha. Bài này chúng ta sẽ cùng đi một cái thứ cũng hay ho không kém, là cái filter expression, là cái câu lệnh mà để lọc cái kết quả trả về trước khi trả về cho phần client, cái app của chúng ta. Thì Kevin xin copy từ cái bài query này ra ha. Đặt tên nó là filter đi. Ok, trong cái filter này á, thì Kevin sẽ làm cái là chạy lại cái filter đi để các bạn thấy là trước khi mình không có filter như thế nào ha. Vậy thì cái này là Kevin đang copy từ cái query qua, nó chỉ là query thôi. Vậy thì bây giờ cái query này sao nhìn cho nó dễ nhìn hơn đây. Thì Kevin sẽ cùng các bạn làm một cái thứ này là print f là number of record. Ở đây là chọn cái length của rest trả về ở đây đúng không? Rồi ok. Nhưng mà cái rest này nó cùng cả metadata, nó sẽ, Kevin sẽ chỉ lấy cái phần item thôi. Chúng ta sẽ thử in nó coi. Number record, bây giờ item nó không còn là item, đây chỗ này nó bị sai. Tại vì item mình Kevin nó trả này không thể rest qua item ở đây được nữa. Ok, hai item là đúng rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng in nó ra nha. For item in rest, print item. Ok. Đây, cái câu chúng ta là xem ông Kevin học những khóa học nào mà nhỏ hơn chữ C, thì có AWS với Business ha. Mình có hai lớp học ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ dùng filter, mình sẽ lọc thêm một lớp thì như thế nào. Bây giờ hãy gõ chữ filter expression bằng, giả sử Kevin sẽ chọn thêm một cái lớp nữa đây là gọi như là cái level đi. Tìm thêm chỉ trả về những lớp nào mà gọi là beginner chẳng hạn. Thì lúc này á, cái hàm của Kevin sẽ sửa chỗ này là chuyển thêm chữ level. Rồi bây giờ expression chúng ta cũng như kia thôi, level bằng level thêm chỗ phẩy. Định nghĩa ở đây là level là cái gì? Level level trong này, trong cái phần database của mình là chữ level ha. Đây nè, đặt level nó nằm ở đây nè các bạn. Đây là cái chữ level này trong cái phần table của chúng ta, đặt đúng cái thuộc tính name của nó. Rồi, phần value là level. Đây, level ở đây mình làm kiểu string ha. Rồi, dữ liệu truyền vào là level. Rồi khi mà chúng ta gọi hàm mà chúng ta phải truyền vào, giả sử bây giờ là mình chọn những cái lớp gọi là beginner, như là hai chữ n đó, beginner. Thì bây giờ là nếu mà trước đây mình không có expression đúng không, mình chỉ có cái phần này nó sẽ trả về cho mình hai record. Còn bây giờ là tìm những cái ông nào, ông Kevin học những cái khóa học nào mà nhỏ hơn hoặc bằng chữ C là có AWS, nhưng mà cái level phải là beginner cơ, thì cái này sẽ trả về chỉ có một record thôi nha, cái record của bên trên đây ha. Thì ok, hãy chạy lại. Ok, good. Có nghĩa là một record là đúng rồi đó. Thì đây là một cái rất là hay mà các bạn sử dụng nhiều, nhưng mà không nên lạm dụng nó nha. Đừng có cố là dùng cái filter mà thay vì là chúng ta phải thiết kế cái key condition expression này cho tốt vào, cái partition key thiết kế cho nó tốt vào, thì sau đó thì các bạn sẽ ít phải filter hơn. Tại vì bản chất filter là các bạn cũng tốn về cái read capacity unit ha. Thì đây là cái bài mà Kevin hướng dẫn các bạn về sử dụng cái filter expression như nào và cách truyền từ Python Poetry ha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại.